xem YouTube Music này lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 trên YouTube V Talent và 20 giờ ngày 9 tháng 7 trên HTV2. Em biết ai rồi. Biết ai rồi đúng không? Biết ai không Linh? Em bé không biết đâu. Mình nghe giọng vậy thì mình phải khoanh vùng được là người mẫu. Dạ, diễn viên hài. Diễn viên hài thì có những ai? Thì Khải Như, Buka, chị Lâm Mỹ Dạ. Khải Như, Buka, Lâm Mỹ Dạ. Tức là mình hiện tại đang biết ba người đó thôi. Dạ. Linh. Dạ. Mình có hay xem văn nghệ không? Dạ em có. Xem gì? Thể loại nào? Dạ em nghe nhạc ạ. Nghe nhạc? Vâng. Có xem hài không? Dạ cũng có. Có xem phim không? Dạ cũng có luôn ạ. Có luôn hả? Diễn viên hài biết ai? Nữ. Dạ chị Khải Như. Nữa. Mình tiếp tục Khải Như. À, rồi ai nữa? Buka. Buka. Rồi ai nữa? Chị Lâm Vĩ Dạ. Showbiz thành phố Hồ Chí Minh có ba bạn đó ha. Nói cái tên, không phải những cái tên mà người ta vừa nói thôi. Chị Thu Trang. Thu Trang là vợ của ai? À, là của anh Tiến Luật. À, rồi trước đó nữa. Cô Việt Hương. À, rồi ai nữa? À, cô Hồng Đào. Cũng hơi khó khăn cho các cháu nó. Dạ. Thì để cho các cháu nó dễ hơn thì chúng ta sẽ mời nhân vật bí ẩn. Đầu tiên, mở mặt nạ đi nào, xin mời. Giờ em mới hiểu là bức tranh bãi cát vừa nãy là ý nghĩa như thế nào. Thật ra cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nó quá dễ đi. Về tất cả mọi thứ, nó chỉ có một điều duy nhất mà làm cho các bạn bối rối là 1991 thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi hiểu ra được thì mới biết được lý do vì sao. Ha, mời hỏi. Dạ em chào chị ạ. Con chào con. Rồi, xong luôn. Chị quê ở đâu giờ? Đồng Tháp nó có biển đúng không? Bốn hũ mắm đó là quê của chị hay là chị ăn nhiều mắm hả? Ăn mắm. À, thích ăn mắm. Giữa kiểu hoa mai là chị thích mặc đồ có kiểu hoa mai hả chị? Chuyện này em thấy giống chị Khải Như vậy ta. Vẫn tiếp tục Khải Như. Tại vì bị đóng đinh trong đầu rồi. Em hãy nhớ là ban nãy là nhân vật khách mời đã gọi lại với em là cô chào con nha. Hỏi cô về con số con. Hỏi về con số đó. Số con. Dạ số 91 là số năm sinh của chị đúng không ạ? 91 là bắt đầu làm nghề. À làm nghề. Ủa chị là diễn viên hài đúng không ạ? Cũng làm được hết trơn. Biển thì sẽ có hai phần. À, phần bờ biển. Đúng rồi, bờ biển. Và nước biển. Nước biển và biển. Phần còn lại và bờ biển. Trên bờ biển thì cái gì nhiều nhất? Đó. Em nghĩ đấy là cái mà chị nên bám sát nhất luôn ấy. Biển có muối. Đấy. Bây giờ nè, đại dương bao la rộng lớn. Có Thái Bình Dương. Rồi có gì nữa? Đại Tây Dương, Bắc Văn Dương. Là tới mai luôn, tới mai mới đoán. Đa số các đại dương đều có. Có cá, có nước. Rồi. Có cua, có cua. Phải có cua mới được nha. Dạ, có cua. Quan trọng là cua phải có nha. Ở trên cua. Bờ thì có. À, trên bờ biển là có cát ạ. Ờ. Chị Cát Phượng. Đâu sinh năm 91 được. Chưa chắc là năm sinh. À, chưa chắc thì năm sinh. Chứ đó là năm gì? Trời ơi, là đó trời ơi, là chính mình hỏi. Cho em hỏi là chị có một bạn con gái đúng không ạ? Đúng rồi. Mình nghĩ là ai thì mình hỏi những điều liên quan tới họ. Nó sẽ ra. Con gái là đúng hướng rồi đó. Con chị bao nhiêu tuổi giờ? Nếu mà đúng là phải gọi cô bằng cô. À dạ. Có đứa con gái, đúng rồi. Rồi chốt đi nào. Chị. Cát Phượng. Cát Phượng. Như vậy là sau nhiều sự trợ giúp thì Võ Lê My đã tìm ra chính xác đây là nghệ sĩ Cát Phượng. Con làm cô rối luôn con. Cô không hát được luôn con. Tại vì
Cô rối với con thiệt luôn á, trời ơi, thấy thương con quá trời. Lớp trẻ bây giờ các bạn ạ, lớp trẻ bây giờ rất là giỏi, sống sau số sống trước là đúng đó các bạn, đúng không? Tre già măng phải mọc. Chúc mừng các con nha. Chúc mừng tất cả các bạn trẻ hai mấy chương rồi, xuất sắc. Chị Phường là có đứa con trai chứ không có đứa con gái. Hay là hồi nãy em được hỏi vu vơ? Dạ em hỏi vu vơ đừng, em do em biết trước rồi đó. Mà em thử hai bạn ở dưới có. Nhưng mà cuối cùng con lại, cô lại trả lời với con là đúng rồi, có con gái. Dạ đúng rồi, cảm ơn. Nhưng mà con đoán được cũng nãy hay. Nãy giờ ta giúp quá trời, mày đặt đi thử người ta nữa. Khổ ghê. Mà con biết không, bốn hũ mắm đó là cô đóng vai bà Tư Mắm. À dạ. Trong đất rừng phương Nam. Thì nó biết cũng từ vai đó. Rồi Hoa Mai là cô liên tục nhận giải Mai Vàng liên tục với khoảng 10 năm về trước á. Đó là những cái của cô mà có lẽ là con không có theo dõi. Thôi thì cũng là đoạt được vương miện của chương trình ha. Mời Hamlet nào, trao cho bé. Nhân vật bí ẩn đầu tiên đó chính là nghệ sĩ Cát Phượng. Còn nhân vật bí ẩn số 2 chưa biết là ai, và chắc chắn sẽ song ca với Bùi Trường Linh. Đến khẽ đến nhẹ nhàng với một cô gái chưa bao giờ yêu. Là lần đầu tiên em biết tim mình đã rung động. Anh thấy là biên tập rất là hay khi mà chọn cái chất nhạc của hai bạn rất là tương đồng. Và đây là thế hệ đàn anh của em, cách em một thế hệ. Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Thưa quý vị thân mến, đây là Bùi Trường Linh, một cậu bé sinh năm 99, còn rất là nhỏ và rụt rè trước tất cả mọi người xung quanh. Trước giờ có trình diễn trước đông khán giả bao giờ chưa? Dạ em có. Có à? Trình diễn ở đâu? Dạ em trình diễn ở trên sân khấu ạ. Mình sẽ chọn bài hát gì để trình diễn với lại nhân vật bí ẩn bên kia bức tường? Hôm nay thì em mang đến một bài hát có tên là Yêu Người Có Ước Mơ ạ. Cái dạng như bé làm nói chuyện thì ngập ngừng như này, e dè như này thì hát nó sẽ tự tin hơn. Mình hát mình tự tin hơn không? Dạ có. Hát là cứ nhắm vào hát thôi, còn không cần xung quanh là ai, là gì đúng không? Ở dưới là có các khán giả chứ ạ. Nhưng mà khi mà em hát thì em sẽ tự tin hơn là em nói chuyện. Và sau đây là clip về nhân vật bí ẩn số 2, xin mời. Ca sĩ nha, ca sĩ. Diễn viên luôn. Nhạc sĩ luôn. Buồn dữ lắm. Buồn dữ lắm. Cô đơn quá. 2023. 2053 vẫn cô đơn. Làm kinh doanh. 2023 tới 2053 là 30 năm. Ông ngoài tuổi 30. Bật tiền bối hả con hả? Có thể nha. Nhưng cô mà cuối cùng là kinh doanh thì Trịnh Thanh Bình có kinh doanh không? Bình cũng là bạn anh nên không thấy kinh doanh. Nhiều khi người ta kinh doanh bí mật, người ta nói cho mấy người bạn biết. Chưa đủ thân người ta chưa nói. Ủa cái quán đó là quán ăn mà. À quán ăn hả? Quán ăn. Thì nói chung là những cái dữ liệu vừa rồi thì kể cả hai đứa trưa đây cũng không biết được. Tại nó chưa có một cái gì mà nó có đặc sắc. Nó mông lung quá, chỉ chờ vào âm nhạc thôi. Anh thấy là biên tập rất là hay khi mà chọn cái chất nhạc của hai bạn rất là tương đồng. Và đây là thế hệ đàn anh của em, cách em một thế hệ. Có một cái tên nào chưa? Hay là vẫn còn đang rất là mông lung? Nếu mà cách em một thế hệ thì có thể là anh Châu Đăng Khoa. Chắc chắn không phải là Châu Đăng Khoa rồi. Dạ vâng, em cũng nghĩ giọng thế. Giọng này phải giọng Châu Đăng Khoa. Giọng này quá là dịu dàng, Khoa nó xéo sắc lắm. Bây giờ như này, cháu nó rất là ít thông tin. Lo cho cháu quá. Thôi thì mời nhân vật bí ẩn số 2 mở màn ạ. Xin mời. Này hot lắm đấy. Đây là một bạn Trường Giang gọi là trẻ, bởi vì trẻ hơn Trường Giang. Có rất nhiều bài hit. Rồi những bài hát song ca cũng hit luôn. Rồi bán đồ ăn cũng đông luôn. Bán đồ chai. Chào anh ạ. Chào em. Dạ. Cái sự kiện là diễn viên ý, thì anh có thể cho em biết là anh đã từng đóng phim gì không ạ? Anh đã từng đóng một bộ phim điện ảnh. Anh cho phép em hỏi là anh đã từng song ca với ca sĩ nữ nào ạ? Em
được nói đó thoải mái chứ, mình nói thật đi chứ, mình lớn mà. Anh đã từng song ca với một vài ca sĩ nữ, trong đó có một ca sĩ vừa mới ra một bài hát về mưa. Biết chưa, biết chưa, biết chưa? Rồi. Ca sĩ gì? Nếu mà một bài hát về mưa mới đây mới ra thì là một ca khúc của chị Văn Mai Hương, anh Hứa Kim Tuyền và Grady. Và có anh Trung Quân nữa, em có nghe bài đó. Thì bây giờ mình bắt đầu mình ngược lại, phân tích ngược lại. Vâng. Văn Mai Hương đã từng song ca với nam ca sĩ nào? Em muốn hỏi anh một... Tức là trong đầu của em bây giờ đang có một cái giai điệu. Tức là em muốn hỏi anh là bài hát đó, anh song ca với ca sĩ đó là được viết trên nhịp 3-4 có đúng không ạ? Anh có thể nói cho em là đó là một cái bài anh đã viết rất nhiều thể loại, pop ballad cũng có, và cái bài mà em nói tới là theo điệu ballad. Đúng rồi, em đang nhớ cái giai điệu thôi ạ. Là giai điệu nó sao? Na sao? Anh đi em à, một vùng quê rất xa. Đúng không? Rồi, biết rồi. Bài ngày xưa đang ở đó. Là ai hát bài đó? Ai hát bài đó? Anh Phạm Hồng Phước ạ. À, bài à. Bài Khi Người Lớn Cô Đơn ạ. Có từ cô đơn, có từ cô đơn. Đúng rồi. Khi Người đúng Lớn rồi. Cô Đơn là của Trúc Nhân mà đúng không? Không ạ, à, của anh Phạm Hồng Phước chứ ạ. Em suy nghĩ lại đi nha. Em đang bị bối rối đó. Không, em nghĩ là em chắc chắn rồi đấy. Em chắc chắn rồi đó. Bây giờ một câu hỏi cuối cùng nữa. Nếu em tin đây là Phạm Hồng Phước đúng không? Dạ. Nếu em tin là Phạm Hồng Phước, em hỏi một câu nữa mà em phải chắc chắn được câu đó. Sau khi cái nhân vật trả lời thì đây chính là Phạm Hồng Phước. Mời hỏi. Ngày xưa anh có tham gia một chương trình truyền hình rất là lớn đúng không ạ? Giỏi. Là chương trình gì trên VTV3 luôn đúng không? Dạ vâng. Là chương trình gì trên VTV3? Việt Nam Idol ạ. Dạ đúng ạ. Thế thì em xác nhận rồi. Rồi chốt, đây chính là anh Phạm Hồng Phước ạ.